Và xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ cơ mình trong những thời gian đã qua. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo chuẩn bị từ xe Vic. Ở đây về phần băng ngọc thì chúng ta sẽ lên theo phong cách như sau. Chúng ta sẽ lên về phần băng ngọc đỏ 9 viên cho mình công vật lý và xiên giáp. Và một viên chúng ta sẽ lên tỷ lệ chỉ mạng 1.6%. Và về phần ngọc tím thì chúng ta sẽ lên là 3 viên hộp mẫu và 7 viên còn lại chúng ta sẽ lên là tóc đánh và tóc chạy cho bằng ngọc tím. Về phần bằng ngọc lục thì chúng ta sẽ lên là công vật lý và xiên giáp nhé. Đó chính là về phần trang bị cho bản ngọc cho dây phích. Và về phần thứ hai là về phần trang bị cái build đồ cũng như là cái những cái món đồ khi mà chúng ta đi top đi các đường. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lên giày hộ vệ, và thứ hai chúng ta chắc chắn là phải lên thương xuyên phá nhé. Và cái shop thứ ba là một cái kiếm phanis. Cái shop thứ tư chúng ta sẽ lên thêm một cái món công, đó là phước hộp kiếm nha. Và shop thứ năm là giáp Raya. Và cuối cùng là vinh chưa trôi. Đó chính là những trang bị mà hit để mà đi đường cho dễ fix để combo với bản ngọc. Và trang bị thứ hai là trang bị đi rừng. Thì chúng ta sẽ đi vào cái lối trang bị đi rừng cho dễ fix. Chắc chắn là phải cầm chừng chị và lên một cái món đồ đi rừng, đó chỉ là rìu, lên một cái rìu cho mình. Nửa món cũng được hoặc là nguyên món nha, rìu đi rừng. Và cái số thứ hai là một cái đôi giày hộ vệ đi nhận giáp cũng như là cái tóc chạy và những cái món công. Mà chúng ta sẽ lên tiếp theo là phước hộp kiếm ở cái shop thứ 3. Và cái shop thứ 4 là một cái thương xuyên phá. Và hai món còn lại thì các bạn sẽ lên thủ cho mình vinh chưa trôi, giặc ria hoặc là thống khổ gì đó. Và phù hiệu để cho combo với trang bị và bán ngọc là vượt khổng mang thành khởi nguyên. Phù hiệu trung tâm là ba chú cho dây phích. Đây là trang bị hit, combo hit cho giải viết trong những cái mùa mới này. Mong mọi người dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người trong những video clip sau nha.